Với channel của mình. Trước tới chi lộ chấp tiên 42. Ác nhân tông, các người tới diễn hài à? Chướng môn Tam Hoa Sơn, chướng môn Vân Vũ Môn, không thể ngờ được một phái, một số ta đạo nổi danh trước giờ. Đây lợi suy giảm tới mức mà không thể nào đã thu được đệ tử nào. Các người chắc là chưa biết, liên minh chính đạo đang chuẩn bị và giết ác nhân tông lần hai. Lần này ai dám bước lên cái vùng nước bẩn này chứ? Chưởng môn Tử Hoàng Tông, ác nhân tông dám ra ngồi chiêu mộ đệ tử, đúng là không tự lượng sức mình. Ba lão già các người ngứa đầu có phải không? Đừng có tưởng sư huynh ta mặc kệ thì có nói gì thì nói. Sao hả? Trước mà thiên đạo cá thì ác nhân tông các người dám ra tay? Sao ngỡ thành như vậy rồi mà con muốn thu nhận đồ đệ? Hôm nay các người có thể nhận được một đồ đệ thì bốn chú môn dập mặt xuống đất. Các vị nghe ta nói, tiếp theo mới thực sự là màn quan trọng của đời chiêu hiền lần này. Các người xem đi, ai tới đó. Đó là đệ nhất thiên tài thành phố Dương, Dương Phỉ Dương. Phương Phỉ Dương mới 13 tuổi nhưng từ chất siêu việt, từ nhỏ đã bộc lộ ra thường phú mạnh, học võ cực kỳ mạnh. Tông môn thế gia muốn thu nhận Phương Phỉ Dương nhiều vô cỡ, nhưng đều bị Phương gia dẫm cho sắp mặt là rồi. Lần này thiếu niên tài này tới đài chiêu hiền là muốn tìm danh sư. Đấy là cơ hội nghìn năm có một, các vị phải nắm chắc nha. Sao quen mắt gì ta? Là hắn, không phải chính là cái tên trước đó được chứng môn cấu sao? Cái tên của thiên tài như sấm sét đánh ngàn tài, không ngờ hắn lại chủ động tìm sư. Đệ nhất thiên tài này đúng là đệ nhất thiên tài, khí chất quả nhiên phi phạm. Tư chất học vị thế gian chia làm ngũ phẩm, nhưng tài nghệ nói tư chất của Phương Phi Dương còn đột phá cả ngũ phẩm. Nhị đường già, Phương Phi Dương này lại không biết điều như vậy. Được đó, cô hán gia nhập dị nhân Lan Sơn không chịu, bị chúng ta đánh trả thương. Lần này đi tới đại chiêu hiền, rõ ràng là muốn chống đối với chúng ta. Thiên tài không biết điều chính là phế vật. Nhị Lan Sơn không có được thì đừng hòng ai có được. Phương lão đệ, tới Tam Xoa Sơn ta đi, đại đệ tử chủ tịch sẽ là của người. Phương công tử, hay là tới Vân Vũ Sơn của ta đi, ta sẽ cho công tử tất cả tài nguyên võ học giáo sức cả phái đã bồi dưỡng. Không chịu luôn. Phương thiếu, tới Tam Xoa Sơn, vị trí tông chủ tương lai sẽ là của cậu. Tới Hủy Kiếm Đường đi, lão tổ sẽ đích thân bồi dưỡng cho cậu. Phương Phi Dương này là muốn làm cái gì vậy? Mấy cái tông môn kia thực chất thì đều ra sức mời gọi hắn, mà hắn vẫn không dừng lại. À không biết, hình như cậu ta đang đi về phía ác nhân tông. Đừng có đùa nữa, thiên tài như vậy mấy cái chưởng môn chính phái có thế lực cũng không chịu, sao có thể theo tà phái chứ? Chứ dù hôm nay ai có được cậu ta thì sợ ra phải khiến cho tất cả tông phái ở đây phục mới được à. Ngài là chủ môn ác nhân tông. Cái gì? Chuyện gì vậy? Phương Phi Dương lại chủ động nói chuyện với Liễu Ma Đầu. Họ tên Phương Phi Dương, chủng tộc nhân tộc, tu vi 20 năm. Tư chất tu luyện thì siêu phẩm lục phẩm, kỹ năng không. Wow, cái tư chất tu hành của Phương Phi Dương lại là siêu phẩm, trên ngũ phẩm quả nhiên còn có tư chất cao hơn. Hệ thống à, tư chất ngũ phẩm 1100 người, lục phẩm thì một người có thể so sánh được bao nhiêu người? Tư chất siêu phẩm thì một người có thể so sánh 1500 người. Wow,
Phương Phi Dương mới nhất định phải chiếu mộ hắn và Ác Nhân Tông. Không sai, ta chính là Liễu Thừa Phong chiếu mộ Ác Nhân Tông. Đa tạ ơn cứu mạng của Liễu Chủ Mộng, lần trước đi vội vàng không kịp cảm ơn, này đặc biệt tới báo ơn. Liễu Chủ Mộng có gì cần thì cứ nói, Phương Phi Dương vẫn chết không tự. Nặng lời rồi, hành hiệp trượng nghĩa là việc nên làm của Ác Nhân Tông ta hả? Hả? Câu nói này hơi... Nhưng mà nếu ngươi đã có lòng... À đúng vậy đó, ngươi không còn phải khách khí. Vậy đâu Phương Phi Dương? Lý Chú Môn làm việc tốt không cần hồi báo. Làm sao lại yêu cầu như vậy được chứ? Ngài ấy là người tốt, ta cũng vì vậy nên mới bái nhập tàu môn đó. Hả? Kỳ địch, à, lão tử còn... Hắn biết báo ân đó, báo ân các người. Anh đừng có chó mộng vào có được không vậy? À, xem ra lời đồ của giang hồ cũng không hề tin hẳn. Không ngờ Lý Chú Môn lại là người như vậy. Nói ra vậy, ta còn cố chấp báo ơn là không tôn trọng Lý Chương Mộng. Ta nghĩ thông rồi, chuyện này dừng lại đây đi. Hả? Người nghĩ thông thật đó hả? Phương Phi Dương, nếu như người muốn bái sư, hay là bái là môn hạ Lý Chương Mộng đi. Sau này chúng ta cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. Wow, nhớ đầu này thông suốt rồi. Biết ta muốn thu nhận Phương Phi Dương. Phương Phi Dương, ngươi có muốn bái nhập là môn hạ của bổn tọa không? Nằm mơ. Phương Phi Dương, ngươi tốt xấu gì chứ? Những cái thứ này đều là yếu ma đầu lừa ngươi đấy thôi. Nhớ năm đó, đến lão mà con vẫn vụ tông nữa, ta bị các Ác Nhân Tông gây hại mấy chục năm. Mà liễu ma đầu còn ác hơn cả sư phụ hắn nữa. Quả thực là tội ác tày trời, không có giới hạn. Mấy cái cầu quán có quỷ mới tin. Không, quỷ cũng chắc gì đã tin. Các người đừng đó bị hắn lừa. Không sai. Ác Nhân Tông có thể cải tà quy chánh, trừ cái mặt trời mọc đằng tây. Phương Vị Dương à, là một viên ngọc quý, lạc giống chính đạo quý, không thể để Ác Nhân Tông quỷ bẩn. 43. A Châu Huỳnh à, một cái của Huỳnh à, bị chút nhìn thấu rồi, làm sao đây? Ơi, rõ ràng với sức tốt như vậy mà y hệt như thật luôn. Cái đám già này mới có thể vạch trần được, đúng là đáng chết. Cút sang một bên. Các người không nói, ai bảo các người câm? Phương Phi Dương, ngươi muốn sống cuộc sống bình thường. Tất cả người ở đây đều không đồng ý. Cái gì mà chính phái tà phái chứ? Trong mắt nhị lần sơn ta, thực lực vi tồn. Còn về những thứ vớ vẩn kia. Nhị đương gia, không cần phải vòng vo, nói thẳng đi. Vậy ta nói thẳng, Liễu Thừa Phong, ngươi có dám nói với ta tất cả mọi người ngươi có tu vi gì không? Nhị đương gia có ý gì? Lẽ nào Liễu Thừa Phong chỉ giấu tu vi ư? Để ta đi thăm dò thử. Chuyện như vậy, ba động tu vi của Liễu Thừa Phong sao lại yếu như vậy chứ? Xem ra ký tức còn không tới 10 năm. Đây còn là liễu ma đầu sao? Vừa nãy lúc vào đài chiếu hiền, Liễu Lưu Phong không qua kiểm tra. Nói như vậy thì tu vi của hắn thật sự có vấn đề rồi. Mấy ngày trước liễu ma đầu sống lại, tu vi đại tổn, gặp phải 10 đại tông phái về công. Tuy Ác Nhân Tông vừa vào đại hộ trận chống đỡ được, nhưng Liễu Tự Phong tu vi đã giảm sút. Đây chính là sự thật. Sao quên à, đám người kia vừa nãy đã vạch trần huynh, ta còn tưởng là thông minh cơ nào, bây giờ lại bị sư huynh chê giấu tu vi thành công lừa chống, đúng là đã cái đám ngu ngốc. À, nói tu vi có sư huynh không đủ 10 năm chứ, cái đám ngốc này đúng là buồn cười. Tài năng dưới sức của sư huynh vẫn là rất đỉnh. Hai người đúng là một đôi thông minh lanh lợi. Liễu Thừa Phong, ngươi còn gì để nói? Nếu các ngươi đã nói như vậy, ta còn gì để nói nữa chứ? Nếu đã không còn gì để nói, vậy tức là thừa nhận rồi. Ngươi không có tư cách để làm đệ tử Phường Phi Dương.
Không sai, tu vi không đủ 10 năm, ngay cả đánh nhau ta cũng không đánh lại. Hồi có tư cách gì mà dạy Phượng Phi Vương chứ? Lữ Thừa Phong thực lực đã diễn tất cả. An Nhân Tông kêu các người mau cút khỏi đại chiếu hiền đi. Phương công tử, nó đã thấy được bộ mặt thật của Liễu Thừa Phong, bây giờ định như thế nào? Lý Chư Môn à, bọn chúng nói ngài chỉ có tu vi 10 năm. À, thực ra ta không tin. Ta chỉ hỏi ngài một câu, ngài thú nhận đồ đệ, nhận ta làm đồ đệ là vì cái gì? À, đương nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống rồi. Ôi, nhưng mà không thể nói như vậy được. Phương Phi Vô, cậu có tư chất trá tuyệt, nhưng lại mãi không chịu bái sư. Có lẽ vì không tìm thấy được một sư phụ khiến cậu tin phục có đúng không? Không sai, mọi người đều biết Phương già tuổi có một bộ thức Hải Phàm Quân Quyền. Tổng cộng có 7 thức, là truyền thừa của Phương già chúng tôi. Đáng tiếc chỉ còn lại có 3 thức, 4 thức còn lại thì đã thất truyền. Trải qua lĩnh ngộ mấy năm nay, tôi đã bổ sung lại thức thứ 4 và thứ 5, nhưng 2 thức còn lại thì không thể nào hiểu được. Nhưng năm nay, người muốn tôi bái sư thì rất nhiều. Nhưng sau khi tôi lấy ra thất Hải Hoàng Quân Quyền, thì đừng nói là bổ sung 2 thức cuối, ngay cả bổ sung thức thứ 4 cũng không có ai. Xin hỏi, một người sư phụ không bằng tôi, thì tôi bái sư làm cái gì chứ? Thất Hải Hoàng Quân Quyền của Phương Gia là công pháp ngũ phẩm, muốn bổ sung thì quá khó. Ta đã từng thử lĩnh ngộ rồi, có thể hiểu đã là giỏi lắm rồi, đừng nói là bổ sung chứ. Phương Phi Dương lại có thể tự hiểu được, không cần ngờ thầy, à đúng là nghịch thiên. Nếu đã như vậy, ta đưa Thất Hải Phan Quân Quyền cho ta. Liệu chương mộ mà cái này thật sự rất khó. Không sao, ta sẽ bổ sung toàn bộ cho cậu ngay bây giờ, để cho cậu biết bổn tọa mới là sư phụ được ông trời định sẵn cho cậu. Hệ thống dòng bùa lĩnh ngộ với Thất Hải Phan Quân Quyền. Có hệ thống thì cái gì cũng làm được. Thi triển bùa lĩnh ngộ thành công, Thất Hải Phan Quân Quyền lĩnh ngộ đến đại viên mãn. Vãi cái chỗ. Ác Nhân Tông luyện công tham nhiều nhưng lại không tin người nó có thể bổ sung toàn bộ công pháp đỉnh cấp, có phải là đang diễn hờ không vậy? Đồng đó, ta khuyên người đừng có xào ke nữa. Phương Phi Dương à, ngươi không đưa đi được đâu. Thất Hải Phàm Quân Quyền có phải là công pháp của Hắc Hải Lão Tổ truyền lại không? Là công pháp thành danh của Hắc Hải Tạo Tổ. Năm đó, Hắc Hải Lão Tổ dựa vào bộ công pháp này mà đột phá nghìn năm, trở thành chân tiên chi vị. Nhưng mà bộ Thất Hải Phàm Quân Quyền này không có đạo vận, là bản nhược hóa. Chứ dù là Phương Phi Dương có bổ sung tới thức thứ 4 thứ 5, thì cũng không phát huy được ý lực thời sự của Thất Hải Phàm Quân Quyền. Ngươi cảm thấy Lý Thừa Phong này bổ sung được toàn bộ không? À, sao có thể chứ? Một cuốn công pháp có thể đột phá nhân tiền cảnh, chứ dù là bản nhược hóa, cũng không thể nào tùy ý bổ sung hết được. Tuyệt đối là không được rồi. Hơn nữa, tinh hoa của bộ công pháp này nằm ở thức cuối, càng vào sâu thì càng khó. Phương Phi Dương may mắn dựa vào tư chất bổ sung thức hai đầu, nhờ muốn bổ sung thức cuối thì cho dù là địa tiên vạn năm cũng không thể nào làm được. Phương Phi Dương nhìn đi, tức thứ tư bản chứng môn để lĩnh ngộ có khác gì với ngươi lĩnh ngộ hay không? Thức Hải Quang Quân Quyền, thức thứ tư, Hắc Vận Áp Thịnh. Cái gì? Lý Thừa Phong người đang diễn hờ à? Tại cứ chiều thức người cũng có thể lĩnh ngộ ra ư? Ai, liệu mà đầu, có phải là ở đây toàn là đứa ngu à? Tuy tiện dịch ra một cái tên chiều thức, liền nói là lĩnh ngộ được thứ tứ tự ư? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?
45. Đi quá bá đạo. Đi là mưa nói kéo sang gió ngập lụt, khí thế mạnh quá. Đến sông tạm nghỉ, mà biểu diễn đã kết thúc rồi. Phương công tử à, lấy ngộ của hai người có giống nhau không? Không, không, không giống. Liễu Thừa Phong, ngươi còn gì để nói nữa? Cái tên lừa gạt. Các ngươi hiểu lầm rồi, tuy lĩnh ngộ không ngộ khác nhau, nhưng vì ta, thứ ta lĩnh ngộ chỉ là bề ngoài của chiêu thức thứ tư. Mà còn thứ mà chương môn biểu diễn mới là tinh túy, thức hải phan quân quyền đại viên mãn chân chính. Xin Lý chương môn ai biểu diễn mấy chiêu tiếp theo? Nà ní, đây là... Được, tiếp theo hãy nhìn kỹ đi. Thất hoàng phan vân quyền thức thứ năm. Tụ phòng gấp vũ. Đúng là có hệ thống, không gì là không thể. Ui, chiều bá đạo. Đi. Thật hết trời. Là thất ải. Phan quân quyền trình độ đại viên mãn. Trời sinh dị tượng, trong tiềm thức là chúa đạo vật. Lẽ nào Liễu Thừa Phong có liên quan tới ác hộ lão tổ? Trước kia từng học thất ải phan quân quyền. Cho dù học hòa không phải là người sáng tạo công pháp, căn bản tu luyện không thể nào được đại viên mãn được. Mà thiền tự Liễu Thừa Phong thì có thể là không giống chúng ta thấy. Thất hải phan quân quyền thức thứ sáu. Cự lãng phách thiền. Đây. Thất hải phan quân quyền là công pháp lợi hại nhất mà mình từng thấy cho tới hiện tại. Quả thật là không giống vào học thế giới này. Thật sự khiến cho người ta kinh ngạc mà. Nếu như tu vi ta đủ, cự lãng và cuồng phong trong không trung có thể biến thành một đoàn tấn công thực. Thực hải phan quân quyền. Tức cuối cùng, phan giang đạo hải. Chuyện gì vậy? Mấy chiêu trước đồng tình lớn như vậy, sao chiêu thức thứ bảy lại không có gì chứ? Có lẽ thức thứ bảy chú lĩnh ngộ ra, Lý Từ Phong cũng hết giả vờ rồi chứ. Có đồng tình rồi. Đi. Liễu Thừa Phong, ngươi làm cái gì vậy? Không luyện ra thức thứ bảy, lại làm ra một lão già sao? Ta thấy ngươi là hết trò rồi, nên giở trò bằng món tà đạo chứ gì. Trò có ác nhân tôm không ít, mấy cái chiêu trước đó cũng chỉ là lừa gạt mà thôi. Mà nó, mình cũng muốn biết là tại sao đây, thức thứ bảy rõ ràng là tập hợp những tình tí, đại thành của những thức trước đó. Đáng ly ra phải có dị tưởng khiến cho người khác kinh ngạc mới đúng chứ. Sao lại xuất hiện một lão già? Thú gì? Hát hại lão tổ lại xuất hiện rồi. Là một tia tàn tượng của ông ấy. Có lẽ là được cài trước. Sau khi có người dùng được thất hải phan quân quyền đại viên mãn, sẽ tự động xuất hiện. Phương công tử, chuyện tới nước này rồi càng bản có tập phán đoán được Liễu Thừa Phong có bổ sung đủ thất hải phan quân quyền không? Phương gia, Phương nhi dương bái kiến lão tổ. À? Chuyện này, ta là hắc hải lão tổ của đại lục cấp 3, Phương Phi Dương. Vừa nãy là ngươi sử dụng thất hải phan quân trưởng đại viên mãn à? Không tệ, không tệ, có thể lĩnh ngộ ở tuổi trẻ này. Như vậy thì tư chất quá thật là hiếm có, hiếm có. Hỉ? À, Phương Phi Dương hổ thẹn. Vừa nãy là ngươi sử dụng thất hải phan quân trưởng đại viên mãn là vì trưởng môn này à? Là ngươi?
Từ chất bình thường, tua xá hậu nhân phương gia tà. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được thì chắc chắn là do cơ duyên đặc biệt gì đó. Mà nó ông có thể không thực hiện ta dạy câu vì sao chứ? Nhưng mà Hắc Hải lão tổ này nói là đại lục cấp 3 là có ý gì? Mà tin tức ẩn chứa trong đó là vô cùng quan trọng. Năm đó ta cố ý để lại tàn quyển Thất Hải Phân Vân Trưởng, chính là muốn mượn thức này để chọn thiên tài của phường gia. Người có thể lĩnh ngộ được Thất Hải Phân Vân Quyền đại viên mãn, nhất định là thiên tài trong thiên tài. Thì lúc đó thì tàn tử của ta sẽ xuất hiện. Thiên tài phương gia nhận được lĩnh ngộ mới được vào đại lục cấp 3. Nhưng không ngờ Phương Phi Dương lại tuy ngươi đủ tư chất bình, nhưng lại bị người ngồi lĩnh ngộ. Ngươi còn trẻ như vậy, nếu như lĩnh ngộ có thể kiên trì, lĩnh ngộ thường mấy năm nhất định cũng có thể thành công. Phương Phi Dương hổ thẹn. Bỏ đi, tàn tưởng của ta sẽ biến mất rồi. Quy tắc chính là quy tắc. Nếu ta không thể đưa cho ngươi vào đại lục cấp 3, vậy ta sẽ ban cho hậu nhân phường già một tàu hóa vậy. Ta tặng người một tia túy vần ấn, có thể giúp người kích hoạt lại thủy linh vân. Vạn vật không gì sắc bén hơn nước, tuyệt diệu vô cùng. Ngày sau có duyên, đó sẽ là chìa khóa để bước vào đại lục cấp 3. Cung tiễn lão tổ. Hắc Hải lão tổ lại, sao ta chưa từng nghe thấy? Ta biết tổ tiên phường già từng có một vị độc hiệp Hắc Hải, có lẽ là cùng một người, nhưng đó là người đã biến mất 500 năm rồi, bây giờ lại xuất hiện. Các người không tò mò sao? Đại lục cấp 3 ông ta núi và thủy linh vàng có ý nghĩa gì sao? Đại lục cấp 3 thì chưa nghe nói bao giờ, nhưng thủy linh văn này ta biết một ít đó. Truyền thuyết đó là một loại linh văn thiên phú, có thể tăng khả năng cảm nhận được thiên địa linh khí của tu sĩ và khởi động một năng lực đặc biệt nào đó. Cao thủ hàng đầu giang hồ ngày trước, Thanh Y Quân Quá Thánh Quân, nghe nói chính là dựa vào một linh văn trời sinh mà có được danh hiệu Thánh Quân. Nà nấy, hiểu không? 47. Thanh Y Thánh Quân một thời quý hoàng tung hoành thiên hạ, 18 tuổi đã đột phá tu vi 115 năm. Hơn nữa, tuyệt kỹ độc môn Thanh Y Thánh Chủ cũng chứa được bách bệnh. Không ngờ trên người hắn lại có linh văn. Nói như vậy, Phương Phi Dương hiện tại cũng có thủy linh văn. Thành tựu ngày sau có thể sẽ là tồn tại y như Thanh Y Thánh Quân. Phương Phi Dương à, vào Tử Quan Tông đi, điều kiện tùy cậu. Tới Vân Bồ Môn đi, ta có cậu như là tổ tông cung phụng luôn. Hồi tới Tạm Sọ, Sọ Sơn đi. Tới Huyết Kiếm Đường ta đi nè. Hồi tới Thiên Hạ Ý của ta đi. À, các vị chứng môn mà ý tốt của các vị ta xin nhận. Nhưng liệu chứng môn đã bổ sung tuyệt học của phường già, còn khiến lão tổ nhà ta xuất hiện, cho nên ta quyết định bái liễu chứng môn làm thầy. Quá tuyệt vời. Khoan đã, các vị, vừa nãy Hắc Hải lão tổ cũng nói rồi, liễu tự phong bổ sung được tuyệt học Thất Hải Phần Quân Quyền, còn có con đường đặc biệt. Ta thấy trước đó nhất định là hắn đã từng học rồi, cho nên ta cho rằng chuyện này không thể nào giữ lời. Không sai, không sai. Ta đồng ý cách nhìn của nhị dương gia. Liễu Tự Phong nhất định là đã trộn cơ duyên. Chỉ có tu vi 10 năm ta tuyệt đối không thể đồng ý với Phương Dương bái án làm thầy. Phương Phi Dương là thiên tài chính đạo, quyết không thể theo ác nhân. Liễu Tự Phong có bản lĩnh thì ra so tài cùng với bản trường già. Còn ta xem tu vi 10 năm của người xem. Nếu không thì người nhị lần sơn chúng ta không có được thì ác nhân tông cũng đừng hòng nằm mơ. Nhị đường già, nói thật thì ta sớm đã éo vừa mắt với người rồi. Có thể đấu nhưng mà cái loại người như người không xứng để giao thủ với bổn trưởng môn. Ta Lan Phi, ngươi lên đi.
Sư phụ à, con quả thật là rất muốn giết tên này để báo thù. Nhưng mà hôm qua con và hắn đã giao thủ rồi, tu vi của con còn kém hắn một chút. Liêu Thừa Phong đúng là một tên thú vị. Bản thân ngươi lại không sợ, lại sợ không dám đấu, lại có tính độ để lên nạp mạc. Không hổ là liễu mà đầu, rất hợp với tác phong của người đó. Ai không sao, nói cho vi sư biết ánh phấn thân thuộc gia truyền của nhà người. Vi sư giúp ngươi tiến dài công pháp, tăng thực lực. Sư phụ, người nghiêm túc ư? Tin vi sư đi. Một lúc sau, sư phụ à, con đọc xong rồi. Hệ thống hòa sử dụng bùa tiến dài với ảnh thân thuật tiến giai thành công, ảnh thân thuật tam giai thành công, tiến thành vô lượng huyết ảnh quyết, công pháp siêu phẩm. Các người nói Lý Tự Phong này có phải là đang ăn xạo quần không? Còn bị hỏi thì sao chứ? Bổ sung công pháp, nếu như nói còn thiền từ vậy thì tăng cấp phẩm chất công pháp, có cần thiền phủ, kiến thức, nghị lực, may mắn, không thiếu một cái nào. Đợi xem liễu ma đầu đang giở cái trò gì. Tà Lăng Phi, có nghe rõ đây, bây giờ vi sư sẽ truyền lại cho con bản tiếng dạy của ảnh thân thuật là vô lượng huyết ảnh quyết. Vô lượng huyết ảnh quyết, tên chứ ngầu quá. Trời xanh trong xanh, sao lại nổi sấm vậy? Vô lượng ảnh quyết tầng thứ nhất, huyết ảnh thân thiên ức. Đi vãi men, lý nào Liễu Thừa Phong truyền công dẫn tới liền lôi ư? Chuyện này ta chỉ từng đọc ở trong cổ tịch thôi, nếu như là thật thì Liễu Thừa Phong đã thăng cấp công pháp lên phẩm cấp nào vậy chứ? Toàn là dị tượng mà khủng khiếp không à. Đại lục cấp 4 có hạn chế phẩm chấp công pháp, đây cũng là nguyên nhân công pháp của Hắc Hải Lão Tổ truyền lại là bán nhược hóa. Mà công pháp Lý Tự Phòng sau khi cải tiến lại có thể dẫn đến động lôi kiếp, chứng tỏ công pháp đã chạm tới ngưỡng tu hành của đại lục cấp 3. Hôm nay Lý Tự Phong quá thực là cho ta quá nhiều kinh hỷ rồi. Ta rất kỳ vọng biểu hiện của hắn sau này. Lĩnh ngộ được bao nhiêu? Đệ tử ngu xuẩn, vô lượng ảnh quyết, bát đại tinh thâm. Cùng với cơ sở trước đó thì lĩnh ngộ được 5 thành. Nếu như không sợ thì một thành cũng khó. Đủ rồi. Nhị đường giả, bắt đầu chiến đi. Nực cười, giả cò giả vịt. Lớn thần giả quỷ, nếu như người đã tìm chết, với bốn đường già thanh toàn cho các người. Nhị đường già, hôm nay ta sẽ báo thù cho người giết tà gia ta. Ngươi thật sự tiên Lý Tự Phòng kia, tưởng học được mấy cái chiều là có thể đánh bại được bốn đường già ư? Vô lượng huyết ảnh, quyết di hình hoán ảnh. Cái gì? Ui cha, tốc độ nhanh quá. Đây chính là công pháp sau khi tiến dài ư? Ngay cả nhị đường già cũng không phải ứng kịp. Chỉ nói về tốc độ thôi, công pháp này có thể đứng vào cái top 3 giang hồ rồi. Mạnh quá sư phụ, công hữu là sư phụ. Hả, lại có cái lý đó. Rút hàng ra, tiểu tử tìm chết. Kim xà kiếm quá chậm. Mới có 2 chiêu thôi, người đã hoàn toàn chọc giận ta rồi đó. Lão tử phải dùng toàn lực để đối phó với người. Hay do
biến mất rồi. Hắn tránh được rồi. Đây. Chết đi. Tầm 49. Thì tự trứng không trồi được đã đầu, hơn nữa con là cái loại trứng mỏng mạnh như người. Ta thừa nhận là công pháp tiến dài của người có chút lợi hại, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta khi dùng toàn lực. Vậy sao? Vậy thì ta chỉ có thể nói cho người biết, ta cũng chưa dốc toàn lực. Nào ní. Vô lượng huyết ảnh quyết, tinh phong huyết vũ. Chuyện này sao có thể chứ? Ừ. Tốc độ nhanh quá, sức tấn công thì cũng quá mạnh mẽ, bộ pháp cũng mê người, làm sao mà phá được chứ? Còn pháp liễu ma đầu giúp tiếng dậy cũng lại khủng bố như vậy. Nhị đường già thua cũng không ngoan, liễu ma đầu thì quá mạnh mẽ rồi. Giỡn trời, huyết dữ dằn vậy. Ấy. Nhị đường già, lên đường mình à, kiếp sau nhớ làm người tốt đi. Nực cười. Vô trí nực cười. Ê, Nhị Dương gia sao vậy? Ừ, chắc là có thể bị điên rồi. Chỉ dựa vào người mà cũng đòi giết ta. Người đó là công đức gì? Sao lại không thể? Chốt đi. Quả. Wow. Vẫn còn giấu nghề sao? Cái gì? Đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồn vừa nãy của Nhị Đường Già sơ là tu vi tới 150 năm. Nhị Đường Già từ lúc nào lấy cái tu vi như vậy? Tề như ta biết thì Nhị Lan Dạ Sơn chỉ có đại đường già thần bí kia mới có tu vi 150 năm. Có phải rất vô tri, rất nực cười không? Con muốn giết ta? Trong mắt người chỉ là một con kiến hồi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đại Dương gia Nhị Lan Sơn lại có tu vi 150 năm. Tu vi Nhị Dương gia sao có thể mạnh như vậy chứ? Vậy ta cho người chết một cách minh bạch. Thực ra lão tử là họ Nhị. Hả? Mà nó họ Nhị, Nhị Đương Gia thì ra có ý nghĩa như vậy à? Khởi động Huệ Nhãn. Tu tính, họ tên là Nhị Đường Gia, tu vi 150 năm, tu chất tu vi, nhị phẩm, kỹ năng, Nhị Lan Đao. Mà nó tên của thằng côn này lại là Nhị Đường Gia, thật là âm hiểm mà. Hả? Cái tên mà thay đổi cả người á? Liễu Thừa Phong. Ngươi muốn đồ để của ngươi chết thế nào, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Để rồi, Lan Phi, ngươi lui xuống đi. Liễu Thừa Phong đó lên đó tìm chết sao? Đừng nói hiện tại tu vi của hắn chỉ có 10 năm. Cho dù là lúc toàn thịnh cũng không có tàu có tu vi được 150 năm. Mà đến lão ma đầu lại mất tích mày ra cũng mới có tu vi này. Thời khắc quan trọng của thầy đệ tử chết cũng coi như là một tràng hào hán. Sư phụ à, không cần nói nhiều, xuống đi. Sư phụ à, con biết sư phụ tu vi thâm hậu, nhưng mà tu vi của Nhị Đường Già đã tiếp cận cực hạn của võ tu. Tin vi sư đi. Dường. Liễu Thừa Phong, ta cho ngươi một cơ hội quy thuận Nhị Lan Sơn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhị Đường Gia,
Ta vốn tưởng là người chỉ không phải là người thôi, ai ngờ ngươi thật sự lại là chó. Cố chấp. Vậy thì đừng trách là hôm nay diệt ác nhân tung. Còn ra tay không? Nếu như hắn bị đánh trúng thì nhất định sẽ chết. Không cần. Lý Tư Phong không phải là hàng lùa mà. Nếu đã dám đứng ra thì ta cũng rất tò mò hắn sẽ ứng phó như thế nào đây. Sư phụ, sư huynh, từ hôm nay ta sẽ không còn là liễu ma đầu của nhị đường già ta nữa. Gió chết nè. Chuyện gì vậy? Tu vi 150 năm cơ mà. Ai nhị đường già là cái gì vậy? Sao ta không có hiểu? Ui ta cũng không hiểu nè. Tu vi 150 năm sao lại bị đánh bay như vậy chứ? Có thể nhị đàn già đang chắc là chắn là đã chơi cái trò chơi gì đó. Liễu Thừa Phong, vừa nãy là do ta sợ ý thôi. Lần này xem bốn đương gia bắt người đây. Tới đây. Này thì tới đây nè. Hả? À, chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì đây? Mở nó không đúng. Này thì không đúng. Chắc chắn là cái cây đã cấu bổn pháp đây rồi. Bớt nạt người quá đáng. Gió. Xem cái tu vi 150 năm của ta đi. Dạ. Vẫn không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đây? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Cái đời mơ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lão tử tu vi cao như vậy mà lúc lại gần người lại không dùng được một chút sức nào? Liễu Thừa Phong, người đợi đó. Ây da. Định hắn dập đầu. À đánh rắn. Thiệt sự đại cầu vốn này ở dụng phết. Chứ dù là người có tu vi cao hơn nữa, chỉ cần sinh ra để chết thì chỉ có nước ăn đòn thôi. Thực sự bị ta đón trúng rồi.